Diễm Thi và Trung Minh kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 12 với một số tin tức đáng chú ý. Tân đại biểu Quốc hội Miến phải học kiến thức về Quốc hội. Nhật Bản và Indonesia tăng cường hợp tác an ninh. Kính thưa quý khán thính giả, các thành viên thắng cử thuộc đảng đối lập NLD, Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ, phải theo một khóa học cấp tốc về Quốc hội tại trường học Miến Điện. Đây là quyết định của lãnh đạo NLD, bà Aung San Suu Kyi, khi hàng trăm đại biểu tân cử trong đảng của bà chuẩn bị ngồi vào những chiếc ghế họ thắng trong Quốc hội. Với chiến thắng áp đảo từ cuộc tổng tuyển cử tháng 11, gần 400 thành viên của Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ, mà phần lớn được cho là không có kinh nghiệm chính trị, chính thức bước vào nghị trường Quốc hội tháng 2 năm 2016. Phát ngôn viên NLD, ông Win Hay, nói với hãng tin AFP rằng những tân đại biểu Quốc hội này có hiểu biết về chính trị nhưng cần phải học thêm về lập pháp. Vẫn theo lời ông Win, để công việc được nắm bắt một cách tốt đẹp, mọi người phải học những lớp đặc biệt về sự vận hành của cơ quan lập pháp, bên cạnh các đề tài tế nhị, dễ gây tranh cãi như bản hiến pháp do chính quyền quân nhân Miến soạn thảo. Nhật Bản và Indonesia hôm thứ Năm khởi sự thảo luận để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, bắt đầu những cuộc họp bàn về việc chuyển giao trang thiết bị quốc phòng giữa đôi bên. Đây là kết quả cuộc họp hôm thứ Năm giữa viên chức đứng đầu ngành quốc phòng hai nước và ngay sau khi Nhật đạt sự đồng thuận với Ấn Độ về một khung pháp lý liên quan đến việc chuyển giao trang thiết bị cũng như kỹ thuật cao giữa hai phía. Theo Cục trưởng Cục phòng vệ Nhật, ông Fumio Kishida, khi tình hình an ninh khu vực ngày càng phức tạp, Nhật Bản muốn xác định rằng hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Indonesia, thành viên chủ chốt và lớn nhất ASEAN, đang được nâng lên một tầm cao hơn và mới hơn. Vẫn theo lời ông, thì Trung Quốc cố tình bành trướng quyền lực cũng như lãnh thổ trên Biển Đông trong thời gian qua khiến các quốc gia trong khu vực cảm thấy phải xích lại gần nhau và quan tâm đến việc bảo vệ lẫn nhau. Một ký giả người Nhật được Tòa án Hàn Quốc tuyên bố trắng án liên quan đến tội nhục mạ Tổng thống Park Geun-hye của Hàn Quốc. Tháng 12 năm ngoái, phóng viên Tatsuya Kato, cựu chánh văn phòng Nhật báo Sankei Shimbun ở Seoul bị truy tố hình sự vì bài viết trong đó nêu thắc mắc là Tổng thống Park Geun-hye ở đâu trong ngày xảy ra tai nạn chìm phà thảm khốc với 300 người thiệt mạng. Dựa trên những lời đồn đoán không có chứng từ, bài báo nói rằng khi tai nạn xảy ra thì Tổng thống Park Geun-hye đang đi hẹn với người tình, vốn là một cựu phụ tá thân cận của bà. Tòa án Seoul hôm thứ Năm phán quyết vô tội đối với nhà báo Masuya Kato sau khi chấp nhận lập luận của bị can là ông ta chỉ muốn phục vụ lợi ích công cộng chứ không có ý nhục mạ. Hơn nữa, vị Tổng thống Park Geun-hye là một nhân vật của đám đông nên nhất cử nhất động của bà đều là đề tài bàn tán của người dân. Điểm đáng nói là mặc dù bị công tố viên Nam Hàn kết tội cũng như đề nghị 18 tháng tù đối với ký giả Kato, tòa án Nam Hàn vẫn không thay đổi phán quyết mà còn tuyên bố là dù những tin đồn gán cho bà Park Geun-hye không có thật đi nữa, nhưng tự do báo chí cần được triệt để tôn trọng thì dân chủ mới có thể phát huy. Trong khi đó, giám đốc IMF, Quỹ tiền tệ quốc tế, bà Christine Lagarde được lệnh ra hầu tòa nhằm làm rõ vai trò của bà trong việc trả 400 triệu đồng euro, khoảng 434 triệu đô la cho một thương gia Pháp tên Bernard Tapie bị cho là có liên hệ tình cảm với bà trước kia. Một công tố viên Pháp ở Paris hôm thứ Năm xác nhận vụ việc Christine Lagarde và Bernard Tapie sẽ được lắng nghe và được xử lý bởi các vị chánh án hình sự thuộc Tòa án Cộng hòa Pháp. Quyết định xét xử giám đốc IMF Christine Lagarde được ban hành bất kể yêu cầu bỏ vụ án mà công bố viên đưa ra từ tháng 9, nói rằng đây chỉ là sự bất cản của bà Lagarde khi còn làm Bộ trưởng Tài chánh Pháp. Được biết, thương gia Bernard Tapie từng kiện chính phủ Pháp và thắng vụ bồi thường trong thời gian bà Christine Lagarde giữ chức Bộ trưởng Tài chính Pháp. Luật sư của bà Lagarde cho biết sẽ yêu cầu thân chủ khiếu nại về quyết định xét xử sắp tới. Qua đó, những chi tiết về mối quan hệ riêng tư của bà từ 20 năm trước sẽ bị khơi lại. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rptiengviet.net. Nếu bị từng lẫn ngăn chặn, quý vị vào địa chỉ achauthuoduo.info. Diễm Thi và Trung Minh xin kính chào tạm biệt.